bà nào ông chọn dê làm cái vật để mà dê mà chạy vào phòng bà nào thì đêm đó là ông động phòng với bà đấy đấy ạ. Ừ, đấy. Ôi giời, con mụ nào nó khôn nó cho dê ăn nhiều. Đúng rồi, chính là vậy, nó dê cửa đó thôi. Dê là cứ chạy thoải mái. Cái gì thì cúc đầu hay cái gì nhưng mà không còn treo lên đỏ ấy. Nó không phừng như thế. Nó không phừng như thế. Mẹ con nó cứ cưng con dê. Dê chạy. Nó nịnh dê, nó nịnh dê.